Im đi. Ác quỷ còn lợi dụng lúc hỗn loạn giật lấy cuốn sách quý của thiên thần. Lần này thiên thần thật sự có chút cảm động. Để báo đáp, thiên thần lần đầu làm trái thượng đế, âm thầm tặng bình giữ nhiệt cho ác quỷ. Đây là một chai nước thánh, nhưng đừng mở nắp. Ác quỷ mười mấy năm trước tìm thiên thần yêu cầu, chỉ vì nước thánh có thể giết chết ác quỷ vĩnh viễn. Cho nên thiên thần luôn không nỡ cho anh. Tôi cần cảm ơn không? Đừng. Chung sống hơn 6.000 năm làm tình bạn của họ sâu đậm hơn. Vốn tưởng có thể luôn vui vẻ như vậy, nhưng vào một đêm, trong một nghĩa trang, ngoi lên hai công tước địa ngục. Họ đặc biệt đến tìm ác quỷ tốt đóng giữ trên thế giới. Sa tăng muôn năm, đưa cho anh ta một văn kiện, nói cấp trên rất hài lòng với hiệu quả công việc của ông, quyết định giao cho ông một nhiệm vụ khó khăn. Ác quỷ không có cách nào từ chối, chỉ có thể bị ép ký tên. Lấy cái này, ông biểu hiện hờ hững, trở lại xem mới dám nguyền rùa, vì bên trong giỏ chính là chìa khóa mở ra ngày tận thế.